Vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020. Chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm ít tiêu hao năng lượng cung cấp cho thị trường Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng sản phẩm hiệu suất cao, thân thiện môi trường. Các sản phẩm đạt giải sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm nay bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí về hiệu suất còn phải đạt tiêu chí về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo hướng tuần hoàn, nhằm đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như việc sử dụng các nguyên nhiên vật liệu thân thiện môi trường, khả năng thu hồi, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải trong quá trình hủy bỏ khi hết vòng đời sản phẩm. Được biết, ban tổ chức đã nhận được 12 bộ hồ sơ tương ứng với 12 doanh nghiệp và 184 sản phẩm, mỗi sản phẩm tương ứng với mã hiệu đăng ký của các doanh nghiệp tham gia dự thi. Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức giải thưởng liên quan đến sản phẩm hiệu suất năng lượng, thể hiện rõ mong muốn thúc đẩy xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng theo đúng định hướng của Chương trình Hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại lễ trao giải, doanh nghiệp đạt giải đã vinh dự được Bộ Công Thương trao cúp người dẫn đầu và sản phẩm của doanh nghiệp cũng được cấp giấy chứng nhận và dán nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất. Đây là nhãn năng lượng được Bộ Công Thương ban hành và công bố hàng năm cho những sản phẩm, thiết bị trên thị trường đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao do Bộ quy định theo từng thời kỳ, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Kỹ thuật giải thưởng.